kênh YouTube Ông Chú Hàn Quốc gây sốt trên cộng đồng mạng khi đăng tải đoạn clip "Tôi vô cùng xin lỗi Apollo Shigeto Việt Nam". Trong đoạn clip này, Oh Se-jong là một vlogger kiêm giáo viên tiếng Hàn đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đã tường thuật lại sự việc gây bức xúc dư luận khi nhà đài ITN News đăng không đúng về khu cách ly tại Đà Nẵng và xem thường bánh mì Việt Nam. Vlogger Hàn Quốc xin lỗi Việt Nam khi nói về sự việc 20 du khách Hàn Quốc đến từ Daegu bị cách ly. Nam vlogger đồng ý với cách làm việc của Việt Nam và cho rằng việc bị cách ly là hoàn toàn bình thường. 20 người Hàn Quốc từ Daegu, nơi dịch bệnh đang lan rộng và họ đã được kiểm dịch vì chính phủ Việt Nam có nghĩa vụ bảo vệ cuộc sống của người dân. Cho dù họ có bệnh hay không, vì họ đến từ khu vực nguy hiểm nên việc kiểm soát chặt chẽ là đúng. Hiện tại hơn 700 ca nhiễm được xác nhận từ báo cáo tại Daegu ngày 26 tháng 2, nên đó là việc làm bình thường của Việt Nam, Oh Se-jong bày tỏ. Nói về việc kênh tin tức ITN News đăng tin một cách phiến diện, tác nghiệp yếu kém và lợi dụng sự kiện để câu view, Se-jong cho biết. Một công ty truyền thông nhỏ ở Hàn đã cố gắng lấy tin, họ đăng tin một cách khiêu khích và một trong những người trả lời phỏng vấn dường như xem thường bánh mì. Tôi đoán phóng viên đã đưa một trong những ý kiến tiêu cực vào bản tin, trong số 20 người bị cách ly, Se-jong nhận định. Nam vlogger cũng cho rằng hành vi chê bai bánh mì của một số du khách Hàn Quốc là không phù hợp. Cuối video, Se-jong cúi đầu xin lỗi và hy vọng có thể xoa dịu được sự giận dữ của cộng đồng mạng Việt Nam.